Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái một vài những cái kỹ thuật nhỏ nhưng mà lại cũng rất quan trọng trong sáo, đó là kỹ thuật vuốt, nốt tô điểm và kỹ thuật hốt. Đó. Vậy thì vuốt là gì? Vuốt chính là chúng ta luyến một cái cách mượt mà từ nốt này sang nốt kia, có thể là nốt ngay bên cạnh, ví dụ nốt rê sang nốt mi, và thậm chí là từ nốt đồ lên nốt mi, có thể là vuốt. Đó, làm sao cho nó mượt mà. Đó. Vậy thì cái kỹ thuật vuốt này thường được áp dụng kèm theo những cái nốt hoa mỹ, nốt tô điểm, hay còn gọi là nốt tô điểm. Nốt hoa mỹ hay còn được gọi là nốt tô điểm ấy, thì được ký hiệu trong bản nhạc được ký hiệu là những cái nốt rất là nhỏ. Đó, nốt nhỏ nằm cạnh bên các cái nốt chính. Đó, như các bạn thấy là có dấu luyến lên. Đó, nằm cạnh bên các nốt chính, có thể là một nốt và cũng có thể là nhiều nốt. Có thể là một nốt, có thể là hai nốt, ba nốt, thậm chí là bốn, năm nốt, rất nhiều nốt. Đó, vậy thì chúng ta sẽ đi vào các kỹ thuật thổi cái nốt tô điểm này như thế nào. Đó, chúng ta sẽ kèm học theo vuốt luôn. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thổi như thế nào? Giống như là các bạn học cái bài đánh lỡ đơn rồi đúng không ạ? Đó, những nốt như thế này chúng ta đánh thẳng vào luôn, đánh chữ T luôn, đúng không ạ? Đánh lưỡi đơn. Vậy thì cái nốt như này thì ta đánh vào đâu? Ta sẽ đánh nốt này nốt la, ta sẽ đánh vào nốt son. Nốt son chính là nốt tô điểm ngay bên cạnh, đúng không? Nốt đô đánh vậy, đô. Đó, ta đánh vào nốt nốt la. Vậy, nốt đánh vậy, đánh vào nốt son nhỏ này, là la này, rồi là son này. Đó, đô này, đương nhiên chỗ này luyến rồi. Đó, chỗ này cũng vậy, ta đánh vào nốt rê, la, fa. Đó. Đó. Vậy chỗ này ta đánh như nào? Đô này, rê này, son la này, đúng không ạ? Tô tê ta. Luyến rất nhanh lên, đó chính là nốt tô điểm, đúng không? Thật nhanh, đánh nốt son và kéo lên nốt la. Đó, nốt la là nốt chính, vậy ta làm thật là nhanh. Đó, thế còn nốt rê này thì làm thế nào ạ? Vậy từ đô lên thôi. Đó. Đó, thế còn nốt mi này, từ son xuống chẳng hạn. Đó, thật nhanh, đó. Thế còn nốt rê này, đô rê. Đó, vậy thì vuốt, khi mà vuốt thì chúng ta sẽ vuốt thật là miết. Ví dụ nốt la này các bạn. Đó. Đô rê đó, sót mi chẳng hạn. Đó, để sử dụng trong rất nhiều những cái bài, rất nhiều bài. Nếu không có những cái nốt tô điểm hoa mỹ này thì các bạn sẽ không thể làm được ra những cái chất liệu của các vùng miền. Ví dụ như của người Mông thì người ta hay vuốt từ nốt pha xuống nốt rê chẳng hạn, ví dụ thế. Đó. Đó. Đó chính là pha rê. Đó. Tương tự như vậy. Vậy thì đó là chúng ta mới thử một nốt thôi. Vậy thì hai nốt thì thế nào? Hai nốt cũng như vậy thôi. Đó. Rê đồ nốt hoa mỹ, và nốt rê nốt chính ta đánh, và nốt rê úp xuống nốt đồ và đưa lên nốt rê. Đó, đồ rê pha, đồ rê là nốt tô điểm, pha là nốt chính. Đó, còn ba nốt thì thế nào? Pha rê đồ, xong là rê là nốt chính, thì ta chỉ đánh lưỡi nốt pha thôi. Ví dụ như vậy, đó, rê rô rê, đô rê pha, vân vân, đó, rất nhiều, đó chính là nốt tô điểm, nốt hoa mỹ và kỹ thuật vuốt thì chúng ta cũng làm như vậy thôi, nhưng mà làm miết hơn, hay hơn, đó. Tùy vào các cái bài, có mỗi một bài chúng ta sẽ có một cái cách làm khác nhau, mỗi bài, đó, có những bài cần phải miết, có những bài lại phải làm dứt khoát, đấy, thì cái này các bạn sẽ cần phải nghiên cứu được cái chất liệu của bài đó đang nằm ở cái vùng miền nào, đó.
Tiếp theo là cái kỹ thuật hốt. Hốt trong sáo được sử dụng rất nhiều. Các bạn nghe các cái nghệ sĩ chuyên nghiệp họ thổi, họ thường có những cái kỹ thuật này. Mình sẽ làm trước. Vân vân đúng không ạ? Chính là hốt. Vậy thì ta cuộn từ ta có nhiều cách để hốt, có nghĩa là ta hốt ở quãng 8, một quãng 8 thôi. Đó là gì? Đồ đến đồ, tức là gì? Đồ re mi fa son la si đô là một quãng 8. 8 nốt thì người ta gọi là một quãng 8. Từ nốt đồ lên nốt đố. Đó, ta thổi nốt đồ vang lên rồi ta cuộn ngón lên nốt đố. Đó, làm nhanh thì sẽ là còn hai quãng 8 thì nào ạ? Lên tận lên trên đố 3 luôn. Tức là hai vòng đúng không ạ? Ngoài việc chạy lên ra còn có cả chạy xuống nữa. Đó, chạy ngược lại thôi, từng nốt một. Vậy thì có cái cách nào để làm được cái việc này? Ngoài cái việc chạy một quãng 8, hai quãng 8 thì còn ở các nốt bất kỳ nữa. Ví dụ muốn chạy lên nốt đố. Nốt đố là nốt chính của chúng ta muốn lên thì ta có thể chạy từ quãng 8 trầm nhất hai vòng lên, hoặc từ trung lên một vòng, ta có thể từ những nốt khác. Không nhất thiết là lên nốt đố là phải bắt đầu từ nốt đố để cuộn lên, mà có thể bắt đầu từ nốt rề cũng được. Cũng được, hoặc cũng được, hoặc là từ son. Đó, một nốt bất kỳ nào đó. Không bắt buộc là phải chạy cả cái quãng 8. Và nốt son là nốt chính là phải chạy từ nốt son ở bên dưới, không phải như vậy. Đó, chẳng qua làm như thế nó sẽ hay hơn. Thế nên ta sử dụng. Vậy thì có cái thủ thuật nào để làm được cái việc này cho hay? Đầu tiên ta phải thổ được cái nốt mà ta muốn bắt đầu khởi động, khởi điểm. Đó, ví dụ ta muốn từ nốt đồ chẳng hạn, lên nốt đố. Lên nốt đố này chẳng hạn. Đó, vậy thì ta phải thổi vang được cái nốt đồ trước. Ví dụ vậy. Đó là đó. Vậy ta sẽ cuộn ngón ngón tay của các bạn tưởng tượng giống như là một hình sóng, hình con sóng nó cuộn ở trên ngón tay của các bạn đi lên. Khi mà lên sóng lên rồi thì cái lớp sóng sau lại úp xuống, đó, nó lướt qua ngón tay của chúng ta, hãy đi xuống như vậy. Đó, một con sóng lướt qua lên đến đây là những ngón còn lại đã úp dần lại, đó, và hai vòng như vậy. Nhưng phải thổi vang nốt đầu và vang được nốt cuối cùng. Đó, thì nó sẽ giòn và sẽ cuộn hơn. Ví dụ ta vút lên nốt lá chẳng hạn, từ đồ đến lá. Tức là gì? Từ đồ cuộn lên, sóng lên và lên đến lá, ta dừng lại. Trước khi lên đến lá, những cái nốt mà chúng ta cần đỗ gần đến cái chỗ ta cần đỗ ở cái nốt lá đấy, thì nó sẽ làm hơi chậm lại và rõ những cái nốt xung quanh cái nốt lá ra. Ví dụ xung quanh nốt lá là gì? Dưới nốt la là có son, fa, mi chẳng hạn. Thì những cái nốt đó ta phải làm rõ ra để có cái cảm giác của tai nghe nó sẽ cuộn hơn. Mi fa son lá đấy, các bạn nghe thấy không? Ví dụ vậy. Hoặc là rế. Ngược lại vậy. Đó, có nhiều cái bài. Đó, ví dụ vậy. Vân 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 vân. Đó là những cái kỹ thuật chúng ta cũng cần phải biết, rất là hay. Và chơi sáo thì nếu như không có được những cái kỹ thuật nhỏ như này thì sẽ rất được là vô vị. Đó, đây là một cái kinh nghiệm, một cái kỹ thuật mà Dương chia sẻ cho các bạn thôi, học theo cách của Dương thôi. Đó, nhé. Chúc các bạn học tập tốt và làm được các cái kỹ thuật này một cách dễ dàng.